Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ thử món lẩu tự sôi. Đây là đồ nội địa của Trung Quốc mà rất là hot trong thời gian qua. Theo thông tin trên trang web mình đặt á, thì đây là lẩu tự sôi, có trọng lượng là 395g. Một phần lẩu như vậy thì sẽ đủ cho hai người ăn, bao gồm bốn vị là bò chu cay, bò cay tê, bò thập cẩm và gà. Và hôm nay ở đây là mình có vị gà. Đây, khối lượng ở trên này ghi là 445g, là gần bằng nửa ký. Bây giờ mình sẽ bắt đầu luộc nó ra nha. Ở ngoài là một cái lớp vỏ như vậy. Toàn bộ ở trên này đều là chữ Trung Quốc. Hạn sử dụng là ngày 4 tháng 6 2019 đến 5 tháng 1 2020. Đây, có hạn sử dụng ở ngay trên này. Sẽ gỡ ra. Để đây nha. Đây các bạn có thể thấy ở trong này. Trong này là có một gói gì đấy. Thơm lắm. Mình nghĩ chắc là gia vị. Để đây. Bốn gói như vậy. Cộng với cái này giống như cái tô này. Một loại mì hoặc là miếng rồi đấy. Đây. Một đôi đũa này. Còn đây là một cái gói. Rồi. Toàn bộ hướng dẫn ở trên này đều là tiếng Trung Quốc, mà mình thì không có rành nên là mình sẽ làm theo cái hướng dẫn bằng hình ảnh ở đây nha. Mình sẽ bỏ hết tất cả những cái gói này vô. Mình sẽ coi là ở trong nó có những cái gì nha. Ở đây. Mình đổ ra đây. Cái này là các loại rau củ. Hết rồi, này. Trong này. Đó, trong này là bao gồm có ngó sen. Cái này có lẽ là rong biển. Hoặc là củ cải trắng. Này, các bạn nhìn đi. Đó. Mình sẽ đổ gói thứ hai ra đây. Thơm lắm. Mình nghĩ cái này là nhân gà này. Trong này có nhân gà này, có nấm này, cái này có lẽ là ớt hiểm. Đó. Măng khô hoặc là tàu hũ kỳ. Còn đây là nước sốt. Thơm. Thơm. Nó thơm giống như là những cái đồ ăn vặt vị bò á. Trước mình hay ăn mấy cái bò cay rồi đó, là cái mùi nó rất là thơm. Đây. Đây là phần lẩu của mình nha. Đó. Gồm rất là nhiều ở đây. Cái cọng nó bự như là cái cọng phở của mình á. Đây này. Nhưng mà nhìn nó có vẻ dai hơn. Mình sẽ đổ luôn vào đây. Cái mùi gói gia vị thơm thật sự. Theo hướng dẫn thì cái gói này sẽ được lột ra. Đây. Sau đó bỏ thế này. Sau đó mình sẽ đổ cái này vào nha. Mình không biết nữa. Đấy, mình bỏ nước vào, bây giờ nó sôi rồi này. Nó nóng quá các bạn, nóng thật sự. Này, đấy, bốc khói lên nghi ngút luôn. Sau đó là mình sẽ để cái nồi lẩu của mình vào đây. Nóng quá. Bỏ vào đây cho khớp nha. Đó là mình sẽ đổ nước thêm vào đây, vào cái lẩu của mình. Mình sẽ đổ cái phần đủ tới đây này. Nó có một cái vạch ở đây này, mình nghĩ đó là cái vạch để quy định đó. Mình sẽ dùng đũa để đảo nó lên nha. Cho hết cái này xuống dưới đây. Đấy. Nóng các bạn. Sau đó là mình sẽ dùng nắp để đậy nó lại. Chờ. Như một phép màu. Đây này. Các bạn có thấy không, nó xì hơi lên này. Đấy. Nóng. Mặc dù nó rất là nóng nhưng mà nó cũng chưa sôi nữa, cái nước ở trên này này. Nên là mình sẽ tiếp tục đậy lại và chờ đợi. Bây giờ mình nghĩ là nó đã chín rồi, mình sẽ mở ra. Rất là nóng. Mình sẽ dùng thử nha. Này, cái cọng của nó. Cái này. Mình nghĩ cái này là nhiều cọng miếng nó dập lại với nhau á. Nè.
Ok cả nhà. Ủa trong này có miếng gà thật này các bạn. Trời ơi gà này. Cái này là cái gà xé ở phần ức này. Mình sẽ thử trước một miếng này. Không biết nó là cái gì, nhưng mà nó dai dai giống như là tàu hủ ki á. Mà nó còn cay nữa. Cay lắm. Cay. Nó giống như rong biển. Mình thấy nó giống với một cái loại nào mà một cái vị nào đó trong cái tháng thuốc bắc hồi xưa mà mẹ mình hay uống ấy. Còn cái này thì chắc chắn là đúng này. Cái này là củ sen. Đấy. Đó. Mình sẽ thử một miếng miếng nha. Nhìn nó có vẻ dai. Cái miếng này dai lắm. Mà nó giống như là bánh canh. Cái loại bánh canh bột gạo ở trên Đà Lạt ấy, nó trong suốt như vậy nè. Các bạn có thấy được không? Mình sẽ thử một miếng gà nha. Gà mềm. Nó kiểu giống như là gà này được ướp trước rồi đó. Nó rất là ngấm gia vị. Cái xương gà nó mềm lắm các bạn. Ngon thật. Chỉ có điều là đối với mình thì cái nước dùng này nó có vẻ là hơi lạt. Mà nó lại cay. Có thể giống như là lẩu gà ướt hiểm của mình á. Đúng rồi. Có điều là nó lạt hơn một tí. Này cái miếng ớt này. Đấy, mình sẽ bỏ ớt ra đây. Để mình xem còn cái gì thú vị hơn trong này. Đó. Đây là một cái miếng gì đấy. Nó cũng giống như là cái vị mà trong cái thang thuốc bắc ở bên mình đó. Nào bây giờ thì mời cả nhà dùng chung với mình nha. Trên đây là cảm nhận của mình lần đầu tiên khi mà thử cái món lẩu tự sôi này. Đây là hương vị gà nha. Thì mình cảm thấy nó rất là ngon. Chỉ có điều là với cái phần ăn của mình thì nó hơi lạt, mình nghĩ nó hơi lạt với lại nó hơi the the cay một tí. Mà một khẩu phần ăn như vậy thì sẽ tầm một người lớn ăn. Còn nếu như mà con gái thì mình nghĩ chắc là một phần như vậy sẽ được hai bạn ăn. Nhưng mà mình ăn một mình thôi. Đấy. Nhớ tương tác với mình nhiều hơn nha. Mình sẽ ra tiếp tục những video thử nhiều món ăn nhiều hơn nữa. Và cảm ơn các bạn, mình yêu các bạn rất nhiều.